nhìn lại một năm 2021 với bước trưởng thành vượt bậc của Hoàng Đức. Năm 2021 đã sắp sửa qua đi, một năm đã để lại trong lòng của những cổ động viên bóng đá Việt Nam những niềm vui, xen lẫn cả những nỗi buồn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup, nhưng rồi cũng chính chúng ta lại thất bại ở AFF Suzuki Cup, một đấu trường mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giờ đã là những nhà cựu vô địch. Trong kết quả đáng tiếc đó, bài toán nhân sự hiện đang nổi lên như là một trong những nguyên nhân chính. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là không có những điểm sáng nổi lên, mà ở đó, sự trưởng thành vượt bậc của Hoàng Đức là thứ đáng để nhắc đến nhất. Vậy thì sau đây, hãy cùng Nextport nhìn lại một năm đáng nhớ vừa qua của tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel nhé. 2021 thực sự là một năm không thể quên với Hoàng Đức. Từ chỗ đang là một phương án thử nghiệm trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo, Đức đã ngày càng chứng minh năng lực của bản thân và chiếm được niềm tin của ông thầy người Hàn trên màu áo đội tuyển. Ngoài ra, cầu thủ gốc Hải Dương cũng khẳng định được vai trò to lớn của mình trong màu áo câu lạc bộ với hai đấu trường V-League và AFC Champions League. Một năm bận rộn của Hoàng Đức bắt đầu với việc thi đấu tại V-League năm 2021 trong màu áo câu lạc bộ chủ quản Viettel. Ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam, vẫn giữ vững được phong độ từng giúp cơn lốc đỏ đoạt chức vô địch ở mùa giải năm ngoái. Cầu thủ sinh năm 1998 là một trong những nhân tố góp công rất lớn và 26 điểm có được, cùng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của câu lạc bộ Viettel trước khi giải đấu bị tạm hoãn. Ngoài việc phát huy rất tốt vai trò tổ chức lối chơi, Hoàng Đức còn trực tiếp để lại dấu ấn trên sân với một siêu phẩm vào lưới đội bóng đất võ Topenland Bình Định vào hồi tháng 4 năm 2021. Đáng chú ý, quả đá phạt thành bàn với cự ly 40m đó cũng là pha lập công trực tiếp mang về 3 điểm cho câu lạc bộ này trong cuộc chạm trán với Topenland Bình Định ở vòng đấu thứ 9. Đáng tiếc với những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, V-League năm 2021 buộc phải tạm ngưng, khiến Hoàng Đức và các đồng đội không thể tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải đấu năm nay. Sau khi kết thúc nghĩa vụ với câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia, Hoàng Đức đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho những trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 FIFA World Cup năm 2022. Một đấu trường mà đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế để viết nên lịch sử về một lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Được ông Park tin tưởng trao cho suất đá chính trong cuộc chạm trán với đội tuyển Malaysia, Hoàng Đức đã không làm cho ông thầy mình phải thất vọng khi anh đã có một màn trình diễn rất tuyệt vời. Thi đấu trọn vẹn 90 phút, có tổng cộng 54 lần chạm bóng, sở hữu 3 cú sút trong đó có 2 pha dứt điểm đi trúng đích, có 2 key pass và trở thành cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận theo chuyên trang SofaScore với 8,8 điểm. Chỉ chừng đó thôi là quá đủ để người ta có thể mường tượng về một ông chủ tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Hãy nhớ rằng trước giai đoạn cuối của vòng loại 2, giới chuyên môn đã không khỏi lo lắng về việc liệu nhân vật nào sẽ sát cánh cùng Tuấn Anh để tạo thành bộ đôi ưng ý nhất của thầy Park sau chấn thương kinh hoàng mà Đỗ Hùng Dũng gặp phải ở V-League. Và có lẽ Nguyễn Hoàng Đức chính là đáp số cho bài toán đầy khó nhằn đó. Có mặt trong danh sách ra sân ngay từ đầu trong loạt trận cuối gặp chủ nhà UAE, cho dù chỉ chơi được 60 phút trước khi phải nhường chỗ cho Minh Vương, số 14 của đội tuyển Việt Nam cũng đã kịp để lại dấu ấn với những thông số không hề tệ khi anh là một trong những cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất trên sân với tỷ lệ 88%, cùng với việc giành chiến thắng trong 6 trên 8 pha tranh chấp bóng với đội bạn. Vòng loại 2 kết thúc, cho dù chỉ được coi là một phương án thử nghiệm của thầy Park, nhưng màn trình diễn khi đó của Hoàng Đức được coi sẽ là một sự hứa hẹn cho một tín hiệu khởi sắc của tuyến giữa đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3. Trở về từ UAE, Hoàng Đức cùng hai người anh lớn của mình là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng hành quân sang Thái Lan để cùng câu lạc bộ Viettel tham dự vòng bảng của AFC Champions League. Đây là lần đầu tiên mà cầu thủ quê Hải Dương được hít thở bầu không khí của giải bóng đá danh giá nhất châu lục cấp câu lạc bộ. Tuy vậy, số 28 của đội bóng áo lính đã không hề tỏ ra ngợp khi phải thi đấu ở một giải đấu có đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với những gì anh từng trải qua ở V-League. Hoàng Đức ra sân trong cả 6 trận đấu của nhà vô địch V-League năm 2020 trên đất Thái, trong đó có 5 lần xuất phát ngay từ đầu. Anh cũng là một trong những cầu thủ có điểm số trung bình cao nhất đội với 7,28 điểm theo đánh giá từ SofaScore. Đồng thời, trên mặt trận tấn công, số 28 cũng đã trực tiếp có một pha lập công trong chiến thắng giòn giã 5-0 của câu lạc bộ Viettel trước đại diện của Philippines KFC. Tạm gác lại những dư vị buồn tại AFC Champions League, tháng 9 đến mang theo những sự hứng khởi của người hâm mộ bóng đá nước nhà về hành trình đầy hứa hẹn của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Với cá nhân Hoàng Đức, đây lại chính là thời điểm không thể nào thích hợp hơn để anh khẳng định vị trí không thể thay thế của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dưới những đối thủ hàng đầu châu lục, Trong khi phần đa những đồng đội của mình bộc lộ những sai sót hay thi đấu dưới sức thì số 14 của đội tuyển Việt Nam là một trong số ít những cá nhân giữ được phong độ ổn định trong suốt những trận đấu đã qua ở vòng loại 3. Cùng với trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức chính là cầu thủ được thầy Park cho ra sân ngay từ đầu trong suốt 6 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam. Và hãy nhìn vào những con số sau đây để thấy niềm tin của thầy Park là một điều không phải ngẫu nhiên. Sau 6 lần ra sân, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel dẫn đầu đội tuyển ở cả 3 thông số. Cầu thủ có đường truyền nhiều nhất với 220 đường truyền, cầu thủ sở hữu số lần tắc bóng nhiều nhất với 15 lần, hay cá nhân có số lần đi bóng thành công với nhiều nhất là 17 lần. Đặc biệt trong cuộc chạm trán với đội tuyển Trung Quốc vào hồi tháng 10, Hoàng Đức chính là cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam với 7,6 điểm. Cụ thể ở cuộc đối đầu này, anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 92%. Ngoài ra, số 14 cũng đã có cho riêng mình một đường kiến tạo với tình huống chuyền dài cho Hồ Tuấn Tài, ghi bàn rút ngắn tỷ số số 1-2 cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài những đường chuyền dài với độ chuẩn xác cao, thứ mà người ta luôn thấy ấn tượng ở chàng tiền vệ sinh năm 1998 đó chính là khả năng kiểm soát, giữ và định tiến trái bóng lên phía trước. Không ít lần trong những trận đấu trước những ông lớn ở vòng loại 3, người ta nhìn thấy hình ảnh Hoàng Đức cầm trái bóng rồi lướt đi một cách nhẹ nhàng trong sự bất lực của những cầu thủ đội bạn. Trong thế trận phòng ngự phản công, khả năng tăng tốc với bóng một cách đột biến của Hoàng Đức là một trong những phương án chuyển đổi trạng thái giá trị với huấn luyện viên Park. Ngoài những tố chất sẵn có ở khâu tấn công thì sự hoàn thiện về bộ kỹ năng ở mặt trận phòng ngự cũng là yếu tố giúp xây chắc vị trí của Hoàng Đức trong màu áo tuyển. Trong số các cầu thủ Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, chỉ bộ 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Trung có số lần thu hồi bóng nhiều hơn Hoàng Đức. Cũng chỉ Ngọc Hải và Duy Mạnh có số lần cắt các đường chuyền của đối thủ nhiều hơn tiền vệ trung tâm này. Rõ ràng, việc ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng của bản thân giúp Hoàng Đức trở nên vô cùng hữu dụng tùy theo ý đồ của huấn luyện viên từng thời điểm khác nhau của trận đấu. Kết thúc 6 trận đấu đầy khó khăn ở vòng loại 3, Hoàng Đức cùng các đồng đội lại hành quân đến Singapore với sứ mệnh bảo vệ chức vô địch mà chúng ta có được từ 3 năm trước. Với những đối thủ vừa tầm hơn, có thể nói AFF Suzuki Cup năm 2020 chính là giải đấu thăng hoa nhất trong năm nay của cá nhân tiền vệ này. Anh góp mặt trong đội hình xuất phát của cả 6 trận đấu mà đội tuyển Việt Nam ra sân, trong đó có đến 4 trận đá trọn vẹn 90 phút. Ở mặt trận phòng ngự, Hoàng Đức để lại dấu ấn với tỷ lệ tắc bóng thành công lên đến 87,5%. Trong khâu tấn công, anh cũng đã có cho riêng mình một bàn thắng và 2 đường kiến tạo, có 7 key pass và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 86,4%. Mới đây, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel cũng đã được ban tổ chức giải đấu điền tên vào top 6 ngôi sao mới hay nhất ở AFF Suzuki Cup năm 2020. Cho dù đội tuyển Việt Nam đã dừng chân ở vòng bán kết, nhưng chắc chắn giải đấu này sẽ là bàn đạp để số 14 của tuyển Việt Nam hướng đến những cái đích xa hơn trong tương lai. 2021 thực sự là một năm đáng nhớ với tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, giờ là lúc để chúng ta hướng đến năm 2022 với nhiều mục tiêu lớn hơn của bóng đá nước nhà. Hy vọng rằng với những gì đã tích lũy được trong khoảng thời gian vừa qua, cầu thủ trẻ sinh năm 1998 sẽ còn chơi hay hơn nữa trong năm mới, tiếp tục đóng vai trò hạt nhân ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Còn với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chúng ta hãy cùng chào đón năm mới với một niềm hứng khởi hơn và xin được chúc cho Hoàng Đức nói riêng và tập thể đội tuyển Việt Nam nói chung có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn.